Đường to ngõ rộng, ô tô vào tới tận cửa, ô tô để ở trong sân có không thưa quý vị? Với căn nhà này giá chỉ hơn 2 tỷ, diện tích 42 đến 45 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Đây là thực tế đường ngõ trước nhà. Kể cả là với đường ngõ này thì hai ô tô vào đến tận cửa nha quý vị. Căn nhà này vị trí của nó thuộc Đại Thành Quốc Oai, hướng nhà là hướng Tây Nam. Ngoài sẽ chia sẻ và review một căn nhà mẫu cho quý vị với cái cụm dự án này thì cũng đã bán một vài căn và nhà xây mới hoàn toàn sổ đỏ riêng biệt từng căn nha mọi người. Với cái cụm dự án này thì giá bán rất là hợp lý, sổ sách pháp lý rõ ràng. Vị trí của nó thuộc Đại Thành Quốc Oai, giáp với địa phận Đông Lao, Hoài Đức, giáp với trạm bơm Yên Nghĩa, gần ngay với khu đô thị Đô Nghĩa và gần với trường đại học Phenica, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, đi làm theo cung đường đại lộ Thăng Long hoặc quý vị đi làm theo đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể. Với cái căn nhà này thì cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính và ngoài cái phần cửa chính thì bên cạnh là có cửa sổ thông thoáng hướng nhà Tây Nam. Ở đây thì có hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam nữa quý vị nhé, cho nên quý vị có rất nhiều sự lựa chọn cho mình ạ. Giá bán hợp lý, sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và ở đây thì còn có một cái cụm dự án thực tế luôn là em sẽ chia sẻ luôn nhưng mà em sẽ không quay review những căn đấy cho quý vị đâu. Bởi vì ở đây có cái căn 2 tầng, diện tích của nó thì gần 40 mét. Tuy nhiên hiện tại thì nó đang là sổ tổng và chưa tách được, giá nó rất là hợp lý. Sau này nếu mà tách ra thì giá nó lại cao hơn. Nhưng mà trên kênh Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ rằng là tất cả những căn Ngọc Ánh quay và review sổ sách pháp lý phải riêng biệt, phải rõ ràng thì em mới bán. Tránh cái việc sau này liên quan đến pháp lý nó rất là lằng nhằng thì tất cả những căn Ngọc Ánh quay review cho quý vị là phải sổ riêng, sẵn sàng giao dịch thì em mới quay, mới review. Chắc chắn là quý khách hàng đã xem cái nhà này thì cũng sẽ nhìn thấy cụm giá đấy cũng sẽ hỏi thì em sẽ chia sẻ luôn. Căn nhà này tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là không gian phòng khách của ngôi nhà. Diện tích 42 đến 45 mét là cũng tương đối rộng. Với cái vị trí Đại Thành Quốc Oai, nghe thì nó xa nhưng mà thực tế bản chất của nó ngay cạnh với Đông Lao Hoài Đức thôi mọi người ạ. Nó không quá xa đâu. Tính từ vị trí này mà đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa thì nó khoảng tầm 4 cây và nó cách với bến xe Nghĩa thì khoảng tầm 6 cây. Giá bán hợp lý, diện tích rộng nó sẽ hơn với những cái căn nhà diện tích 30 mét. Ví dụ như ở Yên Nghĩa Hà Đông bây giờ chẳng hạn, nó 30 mét xây 4 tầng đến 5 tầng, giá nó rơi khoảng tầm 2 tỷ rưỡi. Thì và cái cung đường đi lại của nó thì nó chỉ gần hơn bên này một chút xíu thôi. Thì quý vị có thể cân nhắc bên cái cung đường ở Đại Thành Quốc Oai này, cái vị trí bên này để có thể cân nhắc chọn lựa cho mình những căn nhà ưng ý, diện tích rộng mà giá lại rẻ hơn. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà này cơ bản đã xong 100% chuẩn chỉnh, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Kia là phòng khách, đây là phòng bếp. Với phần phòng bếp thì chủ nhà thiết kế hoàn toàn là tủ gỗ cho quý vị xong đầy đủ phần không gian bếp, tủ gỗ thiết kế MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp chất liệu inox 304 lắp đặt xong hết xong xuôi, phù hợp cho một hộ gia đình về sử dụng phòng khách, phòng bếp riêng biệt rộng rãi. Đó. Như ở bên Yên Nghĩa thì 30 mét xây 4 tầng thì khách bếp là chung nhau. Còn căn nhà này thì cầu thang ở giữa, ở phòng khách, phòng bếp riêng biệt, phòng vệ sinh, thiết kế thêm một phòng ở tầng 1 đây cho quý vị sử dụng đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước. Lên trên 3 tầng sử dụng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Nói chung là đã đặt xong hết rồi, đường ngõ thông thoáng, ngõ to. Và trong cái không gian này và trong cái cụm dự án này nó rất là khác biệt luôn mọi người ạ. Rồi là ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây là một vách CNC. Tay vịn cầu thang thì thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Nói chung nhà có sao thì em sẽ quay review cho quý vị chuẩn chỉnh như vậy. Có sao thì nói thế thôi, cung đường đi lại nó cảm thấy phù hợp, giá bán cảm thấy phù hợp thì quý vị có thể cân đong đo đếm để xem là tầm tài chính đấy của quý vị có nên mua đấy hay không, cung đường đi lại nó có thuận tiện hay không, hướng nhà đấy nó có phù hợp hay không. Rất nhiều yếu tố, bởi vậy cho nên là quý vị cần thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh để được tư vấn cũng như hỗ trợ quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý. Và sau đây mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và thưa quý vị, Ngọc Ánh đang đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Ở phần bên trong cũng có cửa sổ thông thoáng đầy đủ. Rồi là hệ thống trần thạch cao, ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa.
Với phần tầng 2 thì gạch lát nền, kích thước là gạch vân đá màu xám, nó không phải là màu trắng nha mọi người. Và cái ngôi nhà này thì màu tông sơn nó khác với những ngôi nhà khác, nó là màu vàng lông gà nhạt nhạt, nó không phải là màu trắng như một số nhà. Cho nên là có những ngôi nhà thiết kế, mỗi một căn nhà thiết kế là khác nhau, khổ đất, thửa đất thiết kế là khác nhau. Đó. Và cái căn nhà này thì phần mặt tiền của nó là được 3m6, 3m7, cho nên là cũng rất là rộng và thoáng quý vị nhá. Cửa sổ thông thoáng hai lớp. À, hướng nhà này là hướng Tây Nam. Phòng ngủ vuông vắn, rộng rãi, dễ dàng kê đồ nội thất. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm kính. Và phần phòng vệ sinh cũng vậy. Phòng vệ sinh này thì sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau ở phần tầng 2. Đầy đủ hệ thống sen tắm cũng như là bồn cầu. Thông thoáng đây. Với phòng vệ sinh tầng 2 này thì chủ nhà để một ô thoáng này cho quý vị ạ. Đó. Rồi, lavabo đây. Và mời quý vị theo em đến tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế ra sao ạ? Trên cái tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Thứ nhất là một phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Đây. Mọi người cứ yên tâm là khi mà theo dõi kênh bán hàng của Nhà Tốt thì em khẳng định với mọi người là nhà có sao, quay như thế nào thì quý vị đến xem. Đúng thực tế ở trên video có sao thì nói thế. Căn nhà này xung quanh nằm ở trong khu dân cư đông đúc, cũng không gần đình chùa miếu mạo, không phạm lỗi phong thủy, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Rồi. Rồi là phần tầng 3 thiết kế cho quý vị. Một phòng nhỏ này để quý vị thiết kế là phòng thờ. Như vậy với ngôi nhà này 3 tầng vẫn thiết kế được 3 phòng ngủ riêng, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, phòng thờ riêng. Và tất nhiên quý vị đang tìm chỗ sân phơi đúng không ạ? Và đây là phần sân phơi riêng của ngôi nhà. Đó, công năng sử dụng hài hòa hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng, giá bán hợp lý, sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Nếu như quý vị nào mà có nhu cầu, hiện tại lãi suất ngân hàng đang rất rất là rẻ, rất là thấp, rất là ưu đãi để hỗ trợ quý vị. Quý vị có thể, nếu mà để mà chờ đủ tiền mà mua nhà thì nó rất là khó. Bởi vậy cho nên tại thời điểm này lãi suất đang rẻ thì quý vị còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với Nhà Tốt để được tư vấn chọn lựa quỹ căn cũng như là chọn lựa cho gia đình mình một ngôi nhà mơ ước. Tầng 3 thì ngoài ra vẫn còn sót một chút mọi người ạ, đó là phòng vệ sinh. Đó, tầng 1, tầng 2, tầng 3 thiết kế đầy đủ, mỗi một tầng một phòng vệ sinh sử dụng cho từng tầng, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình sử dụng. Giá bán em sẽ để dưới phần bình luận. Căn nhà này thì giá rất là rẻ thôi mọi người ạ, chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút xíu thôi. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế, chọn lựa. Và với cái căn nhà này thì em sẽ bật mí trước và quý vị có thể trả trước được tầm 900 triệu tiền mặt thôi là quý vị đã có thể sở hữu em nó rồi. Mọi người liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn và đi xem nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.